không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Gặp em coi như không có gì xảy ra, được chứ? Cô thiệt là cùng mà. Em cũng muốn mình là người không phải ma, vậy là khỏi phải cứ đi theo anh. Tại sao cứ đi theo tôi? Còn nữa, tại sao cô lại biết tên của tôi? Thì ra anh đã quên em rồi. Anh giỏi. Ủa, em chết đi mà vẫn nhớ thì anh. Cô hãy khoan khóc đã. Tôi nên nhớ được cô hay sao? Dĩ nhiên, chỉ là chuyện 7 năm trước, chưa có phải lâu. 7 năm? Đừng có làm ẩu. Nếu không con bé này có chuyện. Đừng bước qua đây. Anh khùng hồn thả con bé ra. Tôi cho anh biết anh chạy không thoát đâu. Được, lại đây, thử đi. Tôi được. Nè, tôi để cái súng xuống. Khâm súng cho tôi. Từ quăng súng qua. Coi như biết điều. Đã nói nhất định bắt được anh mà. Đưa tay ra. Nè em nhỏ, không sao chứ? Anh cảnh sát. Xòe tay ra. Anh cảnh sát, anh thiệt lợi hại. Đâu có đáng gì. Đứa gì? Anh cảnh sát, anh đã cứu em. Mai mốt lớn lên nhất định gả cho anh. Tôi đã nhớ ra. Rồi thì sau đó mỗi năm cô đều có gửi cho tôi thiệp mừng Giáng sinh. Kế tiếp không lâu, đột nhiên cô lại không gửi cho tôi nữa. Ồ, thì ra cô. À phải, tại sao khi không cô lại? Tại sao? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Có cần tôi trả thù giùm cho cô hay không? Thật ra, tại sao em chết em cũng không biết. Sao lại ngộ như vậy? Có lẽ là vì em không cam lòng bị chết không có minh bạch. Không ai tới dẫn em đi, em chỉ đành đi theo anh. Cô đi theo tôi để mà làm cái gì? Người ta định lớn lên sẽ gả cho anh. Ai dè anh không những quên em mà còn thiệt là bay bướm. Hết thích người bạn gái này tới người bạn gái khác. Khiến em phải chờ hết người này tới người kia. Em á hả, còn bận rộn hơn là hồi xưa đi học. Tôi đẩy cô đi CD. Ok, tôi đi đặt vé. Đừng. Tiền ra là do cô phá đám. Dĩ nhiên, em quyết không để người đàn bà nào giật đi anh của em. Cô vất vả như vậy làm cái gì?
Lỡ ngờ lúc nãy phòng khách không thấy con. Lãng. Ê, Lãng à, con làm gì? Hey, bà biết con thích người ta, nhưng mà người ta đang bị sai mà, con gấp gáp vậy làm gì? À, con không phải. Thì xin lỗi, tối hôm qua khiến phòng anh bê bối như vậy. Thật ra lần trước tôi vì chuyện ba của tôi đã bị sai. Tòa nhà cô chăm sóc cho tôi, đưa tôi tới nhà của sếp. Xin lỗi. Không cần phải nói xin lỗi, tôi không sao. Là sếp Thành không biết quý mến cô. Nè, thật ra anh có phải đã sớm biết chuyện giữa Hugo và Jacqueline, có phải không? Xin lỗi, tôi không phải là có lòng giấu cô. Anh yên tâm, tôi đã nghĩ suốt, tôi không vì ảnh mà sai nữa. Thấy anh tốt với tôi, đãi anh ăn dầu chó quẩy. Nè. Cô qua cô lại, tôi đãi cô ăn mì. Ờ, tiệc ngon lắm. Còn nữa, cái quán trà dưới lầu của tôi, cà phê thiệt là thơm. Quà thơm nè, ngửi thử coi. Ngửi chút. Cô muốn sao? Cái gì tôi muốn sao? Anh biểu tôi uống cà phê mà. Tôi không phải nói cô. Anh làm gì? Người ta không biết còn tưởng làm thế mà. Nè, đừng uống cà phê nữa, mấy thứ này dở lắm, không vừa cho cô. Hay là ăn cháo đi. Hai người ngủ cả đêm còn ngồi chung để ăn sáng. Được, cho chị thử cái gì kia là ma bịt mắt. Này đừng có phá nữa. Cái gì? Cái gì đừng phá? Cô nhìn tụi cháu. Đâu có gì. Nếu tôi nói cho cô biết có con ma nữ muốn chơi cô, bỏ tư ớt vào cháu của cô tin hay không? Hay, dĩ nhiên là không tin. Chuyện gì chứ? Đã không cho tôi uống cà phê, lại không cho ăn cháo, thiệt là quỷ quái. Hay, thôi đi. Tối qua thì cảm ơn anh. Nè, không. Không ai ăn sáng với anh nữa. Nè, có cách nào đuổi cổ đi hay không hả? Có câu là quan hồn bất diệt. Tiểu nhi này phải có quán tình gì không? Ngay cả cũng không biết là tại sao mình bị chết. Cô bộ là không có quán tình. Nếu không tôi đã có cảm ứng thông linh với cổ. Cô bộ có lẽ có chết vì tai nạn. Vậy có tài liệu của cổ không? Để tôi lấy máy vi tính coi coi có kỷ lục gì. Có đây nè. Ok. Tên họ Ngô Tiểu Nghi. Ok, go. Wow, lạ thiệt, không có kỷ lục. Có phải không chết ở Hồng Kông? Hay là đã di dân? Ngay cả cổ cũng không biết nữa. Lần này thì cả ma cũng không biết. Để tôi nhờ bạn ở nước ngoài điều tra giùm bên Canada và bên Mỹ. Nhưng phải cho tôi chút thời gian. Tôi không muốn chờ cũng không được. Nhưng mà nếu như có tin gì, lập tức báo tôi ngay. Tôi làm việc thì anh yên tâm. Tôi đi chứ. Ờ, bye bye, bye, bye. Hugo. Bác kia sao ngồi vậy? Trinh Trinh đâu? Trinh Trinh tối qua nó không có về nhà, không đi với cháu. Tối qua cô không về nhà? Nó không phải là đi chung sao? Thưa bác, thật ra thì cháu đã chia tay với cửa. Hugo, chờ lâu rồi à? Thưa bác, đây là Jacqueline. Cậu đừng nói với tôi là cậu đã quen biết con gái khác. Thưa bác, cháu cũng không muốn. Cậu không muốn? Cậu muốn bị tôi rầy hay không muốn cho tôi biết? Uổng Trinh Trinh tốt với cậu như vậy, nhà tôi trên dưới đều coi cậu là người rể tương lai, đối xử giống như là con ruột ở trong nhà. Cậu lại đi quen biết con gái khác. Bác gái có phải không? Dù sao ở đây cũng là chỗ công cộng, bác nói chuyện làm ơn nhỏ tiếng một chút. Cô bộ bác cũng là người có tu dưỡng. Đã là một người có tu dưỡng thì không nên nói chuyện quá lớn tiếng. Tôi lớn tiếng không có nghĩa là tôi không có tu dưỡng. Cứ phong lưu bài bướm. Tôi chóng mắt coi cậu phong lưu được bao lâu. Đi đi. Đồ ăn chỉ là phong phú. Là sinh nhật. Sinh nhật cái gì? Coi bộ chắc là Hugo tới ăn cơm. Hey, con về tới. Về tới à? Hey, Hugo không phải đi chung với con à? Hey, có người sinh nhật mới có thể ăn phong phú sao? Cả nhà của mình không thể nào ăn được một bữa ngon. Hey, chắc là giam lại tiền chợ nhiều, bị lương tâm cắn rớt.
Trình Trình, làm việc cả ngày, ăn miếng canh. Cảm ơn. Trình Trình, Hugo dạo này bận lắm à? Phải, tuy là sắp đám cưới, nhưng cũng cần gặp mặt để gia tăng cảm tình. Nói bậy bạ gì? Trình Trình không cần phải đám cưới gấp. Chọn bạn trai cũng như là chọn trứng gà. Hư thì dục bỏ, đừng có tiếc. Phải chọn từ từ, chọn cho tốt mới thôi. Má, má đã biết. Ờ, coi như vậy. Hả? Bà biết cái gì? Dạ phải, tới nay má nói chuyện thì là khó hiểu. Tôi không ngại nói thẳng, từ nay Hugo không tới nhà mình ăn cơm nữa. Tại sao? Chị đã chia tay với ảnh. Hả? Chị hai, sao cái công lại chia tay? Hugo đã cặp chung với con yêu nữ phóng viên đó. Không lẽ bắt Trinh Trinh ở đằng sau làm vợ bé? Má à, có làm đẫn gì hay không? Hugo cũng phải hàng người này. Đích miệng của nó nói với má. Má đã chính mắt nhìn thấy tụi nó đi chung với nhau, còn giả được hay sao? Chị hai, chị không có gì, cứ yên tâm. Má nói rất đúng, hột gà bị hư bị bể thì dục bỏ đừng có lấy nữa. Dục bỏ trứng hư, còn có trứng chiên ngon của má nữa nè. Tại sao lại ngừng tay? Cầm đũa ăn cơm. Ăn cơm. Phải. Không biết bác sĩ La hẹn tôi tới có chuyện gì. Nếu muốn xin sở thì phải tới Tây Lục Chính. Sếp Thành, tôi bị các người chính thức khởi tố. Vì có nghĩa là ban quỹ chuyên y cũ chỉ khống tôi làm trái quy tắc chuyên nghiệp và sẽ tước đi giấy phép bác sĩ của tôi. Bây giờ biết sợ. Hôm xưa thì thuốc mê người bệnh, chụp lại những đoạn phim lõa lộ của họ đưa lên mạng. Không nghĩ tới hôm nay sẽ. Sếp Thành, vì xin sở chúng tôi sẽ tiếp xúc với bên luật chánh và cũng để chuẩn bị báo cáo tâm lý của thân chủ tôi, mong có thể giảm bớt tội cho ông. Vậy thì được, còn kiếm tôi làm gì? Tôi mong rằng cảnh sát có thể dứt bỏ thành kiến với thân chủ của tôi và ở trên tòa hay sáng nới tay. Thân chủ của tôi cũng sẽ tròn trách nhiệm của người dân đối với cảnh sát, sẽ hợp tác chặt chẽ, nhất định đem những chi tiết tội phạm để mà báo với các người. Anh muốn để ra trao đổi điều kiện? Không sai. Đồng liêu của các người trước đó đã từng kiếm tôi, hỏi tôi về chuyện Trịnh Huệ Phương, nhưng mà lúc đó tôi không có nói gì. Bây giờ tôi thiệt muốn nói hết. Nếu tôi nói ra được những điều có thể giúp cho cảnh sát, các người có nghĩ tới yêu cầu mà luật sư của tôi đề ra hay không? Đã hết dòng gọi đồng, ngày mai mua chai mới cho em. Được. Chuyện gì? Vẫn còn nhớ tới người tình đầu của anh à? Không phải, giữa chuyện này thì cô Trinh cứ điều tra để kiếm được manh mối mới định điện thoại cho cô. Cần gì khẩn trương thì cứ gọi cho cô. Ai mà thèm ghen với cô làm gì. Không sao, cũng đã tối, ngày mai mới kiếm cô. Được, anh đi tắm. Tha cho anh. Hình Trinh Trinh. Trình Huệ Phương. Cảm ơn. Cảm gì? Alo, Mimi tuần này về Hồng Kông. Vậy được, giờ tôi xin phép nghỉ đi đón nó. Ok. Nè. Là ai về Hồng Kông? Con gái. Là con gái, nhưng mà là con bé 9 tuổi. Mimi là con gái của anh hai anh, em không ghen chứ? Đi máy bay mấy tiếng đồng hồ có mệt hay không? Nè, chứ Hugo, cháu muốn hỏi là. Chuyện gì? Bạn gái của chú có phải đã sửa sắc đẹp không? Sao tấm hình email qua lại khác với người thiệt? Mimi, không thể vô phép như vậy. Còn nữa, lúc mà lên xe thì không có chào hỏi chị Jacqueline. Chị Jacqueline, chị sửa sắc đẹp xong vẫn không đẹp hơn chứ? Đẹp hay là không đẹp thì mỗi người mỗi ý. À, nghe nói là ba của em và má mới của em đi Âu Châu để du lịch, nhưng mà tại sao em lại không đi theo họ? Ba với dì Mary đi hưởng tuần trăng mật, em không muốn trở ngại họ nên về thăm má. Cháu định lỡ nhà của má, sao không điện thoại cho má để mà đón cháu? Muốn cho má được mừng rỡ. Với con gái có cần xịt nhiều như vậy hay không? Yêu đừng nữa sao một chút. Mà lại có anh bệnh nữa không, con biết xử thế nào. Mấy cái con này á, các bà hay sợ dán. Sợ gì chứ? Không có dám nữa đâu, chạy coi. Mami,
Mimi, sao con tới Hồng Kông? Anh hai hưởng tuần trăng mật, còn Mimi thì muốn ở một hai tháng với chị. Sao con mai báo với tôi? Vậy con muốn cho má được mừng rỡ. Má có phải mừng rỡ hay không? Má thì hoảng hốt thôi. Anh hai quanh chơi tôi hả? Nhà tôi ở bao nhiêu người, Mimi đâu có chỗ ở. Tôi mặc kệ, nó ở chung với anh. Em là đàn ông, đó là con gái, không có tiện. Huống gì chị là má của nó nên ở chung với nó. Đương nhiên, người ta có bạn gái tới nhà để ngủ đêm, chị không tiện gì mấy. Xin lỗi các chị. Hugo, mình đã có đặt chỗ 1:30. Em đi trước, có gì thì gọi cho em. Mimi, anh chị đi trước, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Nó đi rồi đi, nó thiệt giống anh hai của nó, không có lòng trách nhiệm. Má mẹ, nếu má không muốn con ở đây, con có thể tới ở YMCA. Con một mình đi ở chỗ đó. Đâu có gì, mùa hè năm ngoái con cũng tới tham gia trại cầu sinh ngoài đồng ở rừng Amazon. Đã học hiểu từ chăm sóc lấy mình mà. Ê, Mimi, em đừng có khờ. Má của em chỉ nói chơi thôi, đừng có coi là thiệt. Dì nói chuyện mau. Hồng Kông là một cái rừng xi măng, cầu sống không có dễ dàng. Tới nhà của má ở, đã có chị Tình, anh Lãng chơi với con, rất là vui. Chuyện gì? Bây giờ anh ở Ba Lê? Ê, anh thiệt là sướng. Tôi muốn hỏi anh cho rõ, anh để Mimi ở lại đã bao lâu? Phải, tôi là má nó, nhưng hôm xưa anh thầy chết giành quyền nuôi dưỡng. Tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ tới cưới vợ mới rồi nhắc lại đứa con cho tôi. À, tới em bốc rồi, Mimi, lại đây. Không chơi nữa, chơi không chơi. Em đừng có thấy buồn, thật ra thì má của em rất là thương em. Em cứ yên tâm, đã có chị Tình, anh Lãng với là dân đại hải của em đều rất quan nghênh em, có biết không? Hai. Hai. Không ngờ gặp cô ở đây. Anh cố tình tới kiếm tôi. Tôi có thể ngồi xuống không? Tự nhiên. Thế nào, nhìn này khá chứ? Cũng khá, ăn ngon ngủ ngon. Có đau lòng thì cũng đã qua. Cảm ơn bận tâm. Vậy thì được. Anh biết tôi không sao, có thể đi được rồi. Thật ra lần này tôi kiếm cô là có chuyện về Trình Huệ Phương muốn báo với cô. La Phùng Ca đã nói với tôi là anh từng giới thiệu một bác sĩ phụ khoa, người Trường Khang, cho Trình Huệ Phương quen biết. Và từ bác sĩ phụ khoa này chúng tôi đã chứng thực được, trước khi Trình Huệ Phương chết, đã từng kiếm ảnh làm thủ thuật để phá thai. Đây là bản báo cáo khám thai của Trình Huệ Phương hôm xưa. Trình Huệ Phương quả nhiên đã từng phá thai. Nói vậy báo cáo khám sát hôm xưa đã có người giở trò, không cần phải hỏi nữa. Người này nhất định là Hưng Hướng Dinh. Với tài liệu bây giờ, chỉ không như vậy vẫn là quá sớm. Sao khi không lại tới giúp tôi? Anh không phải đã nói là không thích bàn chuyện công với tôi hay sao? Xin lỗi. Alo, Jacqueline. Bây giờ thì anh đang họp với tổ trọng án. Được, cơm trưa trò chuyện. Bye bye. Chúng ta quang minh chánh đại bàn việc công, tại sao phải nói láo với cổ? Tôi... Làm ơn đừng có giấu bạn gái của anh mà tới kiếm tôi. Người ta không ngại làm kẻ thứ ba, nhưng mà tôi ngại. Ý, nói vậy là Trình Huệ Phương quả thật đã có mang của Hưng Hướng Dinh. Cho dù chứng thực Trình Huệ Phương có thai, nhưng mà đâu có thể chứng minh cái thai là của Hướng Dinh. Tạp chí đã nói như vậy nè. Không sai, nhất định là Hướng Dinh không muốn lấy đứa con, không muốn gánh trách nhiệm, ép Trình Huệ Phương đi phá thai. Ai dè đã bị kẻ chết nguy hiếp, rồi Hưng Hướng Dinh giết người bịt miệng, sau đó đã mua chuộc Tư Đồ Bỉnh làm nhân chứng không ở hiện trường cho nó. Lại không biết dùng phương pháp gì mà rút đi báo cáo của Pierre để giấu giếm cái chân tướng là kẻ chết đã từng phá thai. Wow, cô vừa mới nêu ra cái đề tài, mới đây đã nói phần kết luận rồi à? Phải ha, khoảng giữa như đã thiếu suy lý. Còn xử lý cái gì, cứ bắt nó về để thẩm vấn. Theo như trực giác của tôi với lại kinh nghiệm đã đọc được bao nhiêu tạp chí giải trí, tôi đồng ý với Madam, chuyện cô nói phải là sự thật. Đừng có tin vào tin tức của mấy cái tạp chí này. Thật ra quan trọng nhất là mấy cái tạp chí này ra tới tòa án chỉ coi như là chứng cung lời đồn, quan tòa vốn không có tiếp nhận. Trách nghĩa đó thì là đúng. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ cách thu thập càng nhiều chứng cớ xác thực. Nè Madam, người dây của cô là ai mà lợi hại như vậy? Trình Huệ Phương kiếm bác sĩ nào phá thai vậy mà cũng biết? Không phải người gì,
Tôi chỉ hỏi xếp Thành của tổ trọng án thôi. Ừ? Chuyện gì? Đi lấy tài liệu của ảnh có vấn đề gì chứ? Thôi, tôi đi toilet. Các người hỏi Trình Huệ Phương, cô là bệnh nhân của tôi. Cô đã từng tới phòng mạch của tôi, yêu cầu tôi làm phẫu thuật sảy thai nhân tạo cho cô. Anh là bác sĩ phụ khoa, anh không biết làm sảy thai cho người ta là phạm pháp. Madam, vậy là cô đã sai. Không phải tất cả những sảy thai nhân tạo đều phạm pháp. Căn cứ kỷ lục, hôm xưa tôi cùng với một bác sĩ khoa tâm thần khác cùng nhau hội chuẩn. Tôi với bác sĩ kia đã chứng thật lúc đó sức khỏe và tâm thần của cô Trình Huệ Phương không thích hợp để sinh con. Đó là lý do quan trọng. Vì vậy phẫu thuật hôm đó là hoàn toàn hợp pháp. Nè, lại muốn cái gì đây? Tôi cũng muốn gì đâu. Tên bác sĩ này thiệt là bậy bạ, phá thai cho người ta. Định là giúp anh chơi nó thôi. Bác sĩ Nghệ, ông không sao chứ? Chị cũng muốn thử nếm mùi bị ma đập sao ót hả? Nè, đủ rồi. Chuyện gì dữ vậy? Em chỉ là muốn giúp anh thôi. Tóm lại phá cổ thì không được. Anh không ở chung với cổ thì em không phá cổ. Không tìm đếm sẽ tới cắt người. Sếp Dư, sếp có sao không? À, sếp Dư, sếp nhìn thấy cái gì à? Tôi nhìn thấy cái gì thì anh nên biết mà. Anh đã được nếm cái mùi bị ma đập ở sau ót rồi. Hay là như vậy, anh coi như là tích phước cho bản thân của mình. Nói thẳng cho tôi biết, hôm xưa khi Trình Huệ Phương tới chỗ này, có phải là bạn bè đưa tới kiểm tra hay không, hay làm phẫu thuật gì? Không có ai khác. Nói thật, chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi thường không hỏi tới việc riêng tư của người ta. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có giúp cho các người nổi. Mèo à, tao đã mua đồ ăn tới cho mày nè mèo. Tao mua đồ ăn tới để cho mày ăn đó. Trong đó có thịt với cá, vitamin thì là ngon mà. Thì là ngon, mày hãy thử. Có cái mâm mới. Mèo à mèo, mày thì đỡ, có nhiều người thương, lại có cái mâm mới đẹp như vậy. Mèo à, mèo, tao có mang đồ ăn tới cho mày ăn nè. Lại bị người tốt bụng tới sớm hơn mình. Mèo à, tao tới đây để coi mày nè. Ngoan. Hello. Ủa, cái mầm mới tao mua cho mày đâu? Mèo à, ăn no nhất định phải uống nước. Sếp trưởng. Cô Dư. Thì ra người tốt bụng chính là anh, sếp trưởng. Sao mà ngộ vậy? Cái mầm mới này chắc là cô mua cho con mèo. Sao mấy lần trước lại không gặp anh? Phải. Tôi đi lấy nước cho con mèo uống đã. Mèo mèo. Mèo mèo đâu uống? Hả? Con mèo đâu? Sếp trưởng, cao như vậy có được hay không? Cô yên chí, tôi sẽ cứu con mèo xuống. Sếp trưởng cẩn thận. Tôi đã bắt được nó. Hay quá, hay quá. Ê, tôi là cảm ơn. Nè, đừng có nghịch ngợm chạy loạn nữa, có biết chưa? Sếp trưởng, con mèo này để nó ở công viên cũng không phải là lâu dài. Tiếc là con bà của tôi bị dị ứng với mèo. Khi mà ngửi thấy mùi mèo là bị ác xì. Vì sao của tôi cũng vậy? Nếu tôi đem nó về nhà nuôi, bà sẽ kêu réo. Tôi đã có cách. Ngoan. Ngoan. Nè, chỗ này là viện người già Cát Tường. Bây giờ đặt tên cho con Mi là Tiểu Cát. Từ nay ở chỗ này ha. Bác Tường, từ nay là phiền bác chăm sóc cho Tiểu Cát. Yên tâm đi. Ở đây có rất nhiều người già. Họ thích mèo. Họ nhìn thấy Tiểu Cát nhất định sẽ vui. Nè, vậy là Tiểu Cát trở thành nguồn quan lạc ở chỗ này. Phải. Dạ, Tiểu Cát. Ngoan. Mèo. Hay thiệt, đã kiếm được một chỗ tốt cho Tiểu Cát. Còn đặt nó cái tên dễ thương như vậy. Còn có Bác Tường, có Tiểu Cát ở với ổng,
mong là bác Tường có thể quên đi những cái chuyện xưa kia. Anh nói vậy nghĩa là hôm nay mình đã làm ra một chuyện tốt, một công hai việc. Hay là gì, đi ăn một bữa phong phú coi như ăn mừng nè. Được. Nghĩ lại thì sở thích của tôi với là xếp Trương cũng tương tự. Chúng ta thích mấy con thú nhỏ, lại thích giúp cho người ta để mà giải quyết những chuyện bất công. Phải, thiệt là ngộ. Cô Dư. Chào Dương trưởng. Xếp Trương, vừa rồi chơi với Tiểu Cát quên chuyện này. Xếp đang điều tra giữa kiện Huệ Phương. Cháu gái của tôi đã nhớ lại có một lần nó nói với tôi, nói với bạn trai đi chơi Nhật Bản, đã gửi postcard cho tôi. Xếp coi có giúp được không? Bác có biết lần đó cô đi bạn trai nào không? Thật ra tôi cũng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà thấy nó đã mua về nhiều áo đẹp với nữ trang quý giá. Coi bộ bạn trai của nó cũng thuộc hàng giàu sang. Postcard này có địa điểm với lại ngày tháng, có lẽ là đầu mối. Con tài tử trước khi chết đã mang thai của Phú Hậu, chỉ là tiêu đề cái bề mặt này đã đủ hấp dẫn rồi. Cả báo cáo khám thai hôm xưa của Trình Huệ Phương cũng lấy ra được. Jacqueline, cô giỏi thiệt. Nếu không có xuất giá tin tức thì đâu có dám lấy tiền lương phong hậu của ông Lê. Nhưng mà vậy khó khăn lắm mới lấy được tin tức giật gân, đâu lý nào cho nó ngưng. Cô có phải còn có thể lấy thêm tin tức nơi bác sĩ phá thai hay không? Người đã chết lâu năm, coi bộ bác sĩ đó muốn giữ bí mật cũng vô dụng. Nếu ông đã giao ra được báo cáo về khám thai, coi bộ chắc vẫn còn tiếp tục. Vậy đừng cho nó ngưng lại. Nếu chúng ta có thể tung thêm mấy chuyện nóng bỏng hơn thì số tiêu thụ của tập sang mình nhất định sẽ giọt lên. Tóm lại thì chuyện này tiếp tục đi sâu hơn ha. Ông Lê cứ yên tâm, nếu từ thì kiểm tra chứng cứ chứng minh cái thai trong bụng của Trình Huệ Phương là của Hưng Hướng Dinh, thì cái vụ này không phải là mấy cái tin báo đạo nhỏ nhặt nữa, thì cả hình tượng của cuốn Tuần Sang Mình cũng nhất định sẽ được đề thăng. Good, dự chúc cô kiếm thêm được nhiều tài liệu. Cạn. Cạn. Tại sao em biết chuyện này? Không biết anh đang nói cái gì. Tin này không thể nào do em tự kiếm được, cũng là mấy hôm trước anh mới biết thôi. Có phải đọc lén danh kiện của anh hay không? Em không có. Bác em nói sao thì anh mới chịu tin. Không nghe em gì tăng số tiêu thụ của Tuần Sang, ngay cả anh cũng lợi dụng. Nhìn trộm cơ mặt của cảnh sát là phạm pháp, có biết hay không? Vậy anh có biết anh đang nói cái gì? Mấy cái tin này là do anh bỏ công thất giả để kiếm về, anh có biết không? Tóm lại em không có hề đọc văn kiện cơ mặt của anh bao giờ. Được, em nói là tự kiếm về. Em nói đi, ai báo với em? Xin lỗi, tuy em chỉ là biên soạn của tạp chí, nhưng cái gì là quy tắc của nghề nghiệp thì không thể tiết lộ ra là do ai để cung về tài liệu. Đừng nói là anh không nhắc em. Biết một chút định là giết bậy, sớm muộn sẽ có chuyện. Em thiệt là không hiểu anh. Tin này không phải chỉ có mình anh biết, bộ không thể là do người của bên DAE tiết lộ ra hay sao? Anh tin rằng Trinh Trinh không làm vậy. Anh tin cổ mà không tin em. Vậy được, nếu anh vẫn nhớ tới cổ thì cứ đi kiếm cổ, cần gì phải kiếm em. Anh không phải là ý này. Dạo này em rất bận, nếu không có chuyện gì làm phiền được cứ kiếm em. Tầm bậy tầm bạ, mấy cái tạp chí viết bừa bãi, phát thư luật sư cho họ. Hey, mấy cái tạp chí này con cứ mặc kệ, con càng giận thì họ sẽ càng làm phát. Nhưng thì quá đáng, người chết bấy lâu con dạy chuyện ra nói. Phạt, trong sạch tự biết, con không cần phải giận như vậy. Phải, anh Tuần Sang cũng không biết rõ ai là cha. Phát à, chuyện gì mà khẩn trương vậy? Dạ, có đầu óc cũng biết là họ bị chuyện, không kiện cho họ sập tiệm tôi không mang họ hơn. Tuần Sang cũng không có nói ai là bà của đứa bé, chỉ là nói bóng nói gió thôi. Em muốn kiện nó cũng kiện không nổi. Phát, trước đó thì con đã gặp với lạ con Chi Chi này, có phải là... Má mi, con chỉ nói chỉ đôi lúc gặp kìa, má tưởng con tự chú phiền sao? Bà đã nói với con rồi, chơi cho vui thì không sao, con lại đi sắp chung với thứ đàn bà này, nói hoài cũng không chịu nghe lời. Bây giờ đã xảy ra chuyện. Thôi, cái con đó đã chết, còn cái thai trong bụng là của ai thì cứ mặc kệ. Nè nè, chuyện không thể nói vậy. Coi bộ cuốn Tuần Sang này mượn cớ phát huy, khiến cho thằng Phát nhất định gánh tội quan mới thôi. Tôi biết con ký giả này là ai. Jackie mà. Thứ dân này không thấy quan tài không đổ lệ, tôi không cho nó yên ổn đâu. Nè, anh biểu tôi ra là biểu tôi coi cái trò này đó hả? Trò gì chứ, đồ này xin từ bên bà cô chính về đó. Thánh giá thánh kinh này là của thánh công hội, mua bên ông Trần về. Còn nửa cây kiếm này là cứ để trong nhà của tóc dài. Còn có hai lá bùa này xin được ở chỗ Quỳnh Đại Tiên, cầm lấy mau. Cô cứ để đại trong thi cảnh sát hay để trong nhà, nếu như rảnh rỗi thì ôm nó để ngủ. Nè, nói thiệt,
Dạo này đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảng khắc thì khó nói cho cô biết. Nói tóm lại dạo này tôi không có được khen. Nè, dùng đồ này chống chọi trước đi. Anh tưởng cầm mấy cái đồ này là em sẽ sợ hả? Tưởng là đóng phim hay sao? Cô lại tới làm cái gì? Đi mau. Nè, bọn điên rồi hả? Anh biểu tôi tới rồi biểu tôi đi. Đừng có hiểu lầm, tôi không phải nói chuyện với cô. Vậy nói với ai? Để tôi trực tiếp nói với cô. Tôi bây giờ không nhận mắt trái thấy ma, cả hai con mắt đều nhìn thấy ma, cô có tin hay không? Hơi, anh muốn hù ai đây? Anh để tôi nhìn thấy con ma đó thì tôi sẽ tin anh. Phải, tưởng em cho người ta nhìn thấy dễ dàng sao? Cô thiệt muốn nhìn thấy con ma này? Anh muốn tôi tin anh mà, vậy cho tôi nhìn thấy con ma đó. Cũng không phải là không có cách, nhưng mà cô phải chịu thiệt thòi một chút, không được trở mặt. Hi, lâu nay tôi không sợ bị thiệt thòi, nhưng mà anh phải cho tôi nhìn thấy con ma đó mới được. Giữa tôi và cô, thời khắc quan trọng đã tới rồi. Nè, cô nhắm mắt lại trước. Anh thử coi. Anh làm phá. Nè, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Thì ra thì có chuyện này. Rốt cuộc cho cô nhìn thấy, đã tin rồi chứ? Bây giờ nó ở đâu? Bên cạnh của cô. Không chứ hả? Nhưng mà cô yên tâm, cô không hại cô đâu. Chỉ cần lãng tôi hiểu em nhất. Cùng lắm là chơi cô một chút thôi. Sao vừa rồi nhìn thấy cổ, bây giờ lại không thấy? Tình trạng thực tế thế nào tôi không biết. Nhưng mà có cái giả thuyết này, lúc nãy hai chúng ta đã có tiếp xúc về da thịt. Vậy là ý gì? Bởi vì tôi có thể nhìn thấy cổ, cô phải thông qua tôi mới có thể thấy cổ. Hay là như vậy, làm thêm một lần. Anh còn nữa hả? Yên tâm, không cần phải làm như khi nãy, chỉ cần nắm tay là được. Thì... em không cho anh chị nắm tay. Không lẽ biểu tôi nói chuyện với không khí hay sao? Hay là như vậy, ngoéo ngón tay út có được chưa hả? Trời, em là Tiểu Nghi à? Thì ra em cũng dễ thương. Em không nói không biết em là ma. Chị không cần phải vuốt ve tôi. Tôi cũng biết mình còn thiếu chút đỉnh mới gọi là người đẹp. Cái đẹp nội tại quan trọng hơn là cái đẹp bên ngoài. Làm người làm ma cũng vậy, quan trọng có lòng chánh nghĩa với lòng thương hại. Chính vì tôi biết anh Lãng có hai điều kiện này cho nên tôi mới thích ảnh. Tôi biết sếp Dư lợn nhận cứu mạng của em, nhưng mà em đi theo ảnh như vậy càng không phải cách. Em và ảnh là hai người có thế giới khác nhau, người khác với ma. Tôi biết tôi làm vậy thiệt dại dột, nhưng tôi rất thích anh Lãng. Năm xưa tôi đã nói là tôi phải gả cho ảnh, ai dè tôi lại chết sớm. Tôi chưa hề thử cặp kè, thiệt là chết không nhắm mắt. Cô đã theo tôi hết bấy nhiêu năm rồi thì cũng coi như đã cặp kè. Vậy không có tính. Chúng ta chưa hề nắm tay nhau, cặp kè như vậy hay sao? Mai mốt xuống dưới kia, nếu như Diêm Dương hỏi tôi suốt cuộc đời tôi có cái gì đáng hồi gì, thì tôi lấy cái gì mà nói với ổng? Có bộ Tiểu Nghi chưa tròn tâm nguyện cho nên không có thể đầu thai. Hay là gì, anh thử tội nguyện cho cổ. Tôi chịu thì cũng vô dụng thôi. Người khác gì mà, làm sao mà cặp kè. Được, 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 được. Chỉ cần chị Trinh Trinh chịu cho em mượn cái thân, dùng một ngày thôi là được. Chị mượn cái thân? Nghĩa là cho cô nhập lên mình cổ. Không được, em nhập lên mình chị rồi không chịu ra thì thế nào? Không không, tôi chỉ là một tiểu quỷ, không thể nhập lên người người ta bừa bãi. Nếu không thì tôi đã mượn thân của chị rồi. Nếu trong bụng của chị không chịu, cho dù tôi nhập lên mình chị cũng bị chị quay trở ra. Có phải thiệt hay không? Đừng có gạt tôi. Sự thật là vậy, tôi xin tề với trời, tôi chỉ dùng thân thể của chị một ngày, tôi cặp kè một ngày với anh Lãng cũng thấy đã đủ. Tôi xin chị. Nè, tôi thấy được có làm mẫu. Bị ma nhập mình không biết là có chứng hậu gì gì hay không. Người lớn các người thì không có lòng thương hại. Vừa rồi còn nói làm người hay là làm ma cũng như vậy, quan trọng là có lòng thương hại. Nói vậy chứ là gạt người thôi. Ta nghiệp cho ta, làm người với ma cũng không biết là gì cái gì nữa. Vậy được, cho em nhập lên mình tôi một ngày. Thiệt hả? Nhưng mà tôi phải vào trước với anh. Mắc mới gì tôi, tại sao phải vào trước với tôi? Tôi chỉ cho mượn cái mình cho anh cặp với cổ. Thứ nhất không thể ôm nhau, thứ hai không thể hôn hít,
thứ ba không thể ra đường cái chiếc ở chung một phòng. Vậy có khác biệt gì với hai người không quen biết gặp nhau ngoài phố đi? Anh có thể dắt tay phải không? Phải, tôi chỉ muốn được dắt tay với anh Lãng đi dạo phố, vậy đã được thỏa mãn rồi. Ok, tôi không có ý kiến. Hay quá, rốt cuộc tôi có thể cặp kè. Chị Trinh à, chừng nào tôi có thể nhập mình vậy? Wow, bây giờ đã tối, cho em nhập lên mình tôi. Lỡ người ta để nén không nổi là bậy làm bạ thì thế nào hả? Nếu như tôi có lòng với cô, ban ngày ban mặt cũng có thể làm đổi mà. Anh có lòng sao? Tôi chỉ lo là người ta có lòng với tôi thì để sáng sớm mai mới bắt đầu. Đẹp à? Ăn mặc kỳ cục như vậy, không lo bị người ta cười hay sao? Làm gì có, ăn mặc kiểu này là thời trang thiếu nữ mới nhất năm nay. Chỉ là madam của anh quá già dặn. Madam đâu phải là quá già dặn. Xứng danh là được. Ê, không có dư giờ, phải chơi cho tận tình. Mau lên. Chụp nữa anh Lãng. Bây giờ anh Lãng, cái này dễ thương quá, phải lấy cái lớn nhất cho em. Qua wow, một cái hình ảnh lớn như vậy à, có trúng thì làm sao mà khiêng vậy? Lớn như vậy mới hoài, nghĩa là em đã được trúng giải lớn. Mau lên, lời đi. Thôi được, sợ em luôn. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Mong hai vị sẽ quý thời gian vui vẻ của hai vị. Cảm ơn. Wow, anh Lãng thật là đẹp trai. Anh nhớ phải giữ kỹ, mai mốt nhìn thấy tấm hình là nhìn thấy em. Ê, đi chơi nữa, mau lên. Nhiều cá. À, bên kia có con cá lớn. Nè, đừng có lát nữa, bị chìm xuồng bây giờ. À, anh sợ hả? Không sợ, không sợ. Thời gian qua thiệt là chậm. Bây giờ mới 1 giờ mấy thôi. Chừng nào mới hết một ngày đi. Xong xuôi. Anh Lãng, anh ngồi lên coi coi. Lại coi cái gì đây? Anh ngồi vậy đó. Anh Lãng, anh hãy thêm một cái tên ở trên đó cho em. Tiếc là vô duyên. Hey, không thêm thì thôi. Hay là vậy, anh hát một bản cho em, hát sinh nhật định ca. Hả? Tôi đâu có biết cả. Em dạy anh làm theo em là được. Vì muốn làm ngọn gió trên trời, cùng nhau tự cường ai ơi, cùng bạn bè chung lòng chung tâm, xây cuộc đời tươi vui. Tại sao anh không nhảy chứ? Hay là vậy, anh hát em nhảy. Tại sao bắt anh hát cái bản này? Anh quên rồi sao? Năm xưa khi anh cứu em thịnh hành bản siêu nhân địch ca. Em thấy anh thì anh minh thần võ y như siêu nhân địch ca. Mỗi lần nghe bản này em đều nghĩ tới anh. Em thấy anh thì là hoài đó. À, lại đi, cùng nhau hát và nhảy. Mau lên. Vì muốn làm ngọn gió trên trời, cùng nhau tự cường ai ơi, cùng bạn bè chung lòng chung tâm, xây cuộc đời tươi vui. Mặt trời thì là đẹp, giống như cái trồng đỏ. Nhưng tại sao những lúc vui vẻ lại qua mau đặc biệt như vậy? Nhưng mà không sao, quan trọng là được vui. Đi chơi với cô có 1 ngày thôi, đã được vui như vậy. Ở chung với người mình yêu thích, cho dù 1 tiếng đồng hồ cũng thiệt là vui.
Cũng tại cô mà thôi, chỉ lo chơi, cả chuyến tàu cuối cùng cũng không kịp. Vậy phải làm sao? Đành chịu, thuê nhà nghỉ mát ngủ một đêm, ngày mai mới về. Nha. Yeah. Cũng may là cửa tiệm bán chè ở bến đò chưa có đóng cửa. Nếu như không, tối nay đã không có chè để ăn khuya. Tôi tưởng là cô có hơi sức dùng không hết. Nhìn cái tướng nằm ngủ của cô, thiệt là phân không ra cô là Trinh Trinh hay là Tửu Nghi. Tự hỏi nếu như trong mình của cô là Trinh Trinh thì đỡ. Cái gì mà đỡ? Tôi nói là cô hôm nay cả một ngày nhập lên mình của người đẹp, đã là một người đẹp, đã đỡ rồi. Anh không đỡ sao? Anh cũng đã chơi một ngày với người đẹp. Tiếc là tôi bị cô chơi thôi. Nếu tôi và người đẹp cặp kè thì đỡ. Cái này đúng là bên ngoài thì đẹp, nhưng mà bên trong thì bị hư hỏng. Ê, anh nói cái gì? Hả? Cái gì bên trong bị hư hỏng? Anh từ lúc người ta ngủ rồi âu yếm với chị Trinh Trinh hả? Còn nói cái gì bên trong hư hỏng? Tưởng làm chết không biết nói cái gì hay sao? Nè, cô không phải nhập lên mình cổ hay sao? Đáng lẽ là vậy, nhưng vừa rồi buồn ngủ quá, nó bị văng ra ngoài. Vậy chuyện vừa rồi tôi nói đã nghe được hết? Phải, đã nghe được hết. Anh nói xấu Tiểu Nghi. À phải, chị Trinh Trinh, bây giờ vẫn chưa tới một ngày, em nhập lại lên mình chị. Cô còn thân thể người ta là khách sạn hay sao? Ra vào tự do. Bây giờ thì em đi tắm rửa, rồi thì ăn chè. Đã tắm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, bộ muốn làm tróc da của người ta hay sao chứ? Alo. Sếp Dư, Pierre nè. Nè Pierre, tối về có chuyện gì? Xin lỗi, nhưng mà lúc nãy bắt được tin ở bên Canada. Họ điều tra ra chuyện của Tiểu Nhi. Thì ra mấy năm trước, cô tắm rửa ở trong nhà, sơ ý đã ngủ quên ở trong nhà tắm. Kết quả hít vào khí carbon quá lượng, thiếu dưỡng khí mà chết. Cái gì? Tắm rửa, thiếu oxy? Không lẽ tái diễn là dự kiện này? Trinh Trinh! Tiểu Nghi! Trinh Trinh! Công mắt mới thấy em. Em không phải là cố tình. Trinh Trinh! Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.